em bắt đầu đánh nào 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 bí thư sách cho quả gọi là cơ xét là ma thú ma thủng đi cơ xét mà cái đầu lát rồi đã cốt cờ đức cứ cờ đức là đẹp xét nào cứ cờ đức là đẹp cờ xét mẹ cờ xét thật. Hôm nay là hai vòng anh em nhé. Một có phải bạn Duy này hôm trước là chú ẻo bạn Tuấn không nhỉ? Bạn thân đấy, bạn thân đấy. À đâu bạn thân à? Ừ, bạn quá. Bạn nào đâu bạn thân? Nào. Thế thì vậy. Nhưng mà hai phiên live rồi chưa thấy bác Tuấn kia đâu xem ạ. Ừ, chưa thấy Tuấn quay trở lại. Tuấn giờ lại bận thôi chứ. Sốc. Không phải là do Tuấn là bỏ game hay là bỏ kênh đâu. Tuấn bận thôi. À đấy của Pinot à? Pinot là vừa cầu phép à? Ờ, kênh lắm ông Duy thế nhở? Tối nay lắm Duy thế nhở? Live video chưa nào? Thằng ở đây cũ có ai tên Duy không? Nhiều. Nhiều. Thằng ở đây 2.000 người không? Ở bên Trung Quốc thì người ta có Duy ngã độc tôn, bên mình là Duy ngã kệ Duy. 30 tỷ không tính BP tươi à? Càng thế nhở? Cái BB tươi là 18 giờ đúc giờ TN Philip Anderson. Con này fix giá à? Sao có 2 lít đấy? Gói 101 mở con này có 2 lít. Philip Anderson là team West Ham đấy, Lazio. Con này từng là một hàng ngon giá rẻ tại FIFA truyền thống, thể chất cũng đạo được đấy chứ. Con này nếu mà giá phôi chắc tầm 600. Ngon quá. Đường ngày 2 chỉ số 120. Một dạng hack rồi đấy. Nam RTN không phải VDX rồi. Thịt. Ở đây một vị trí khác này. Thằng này có tên với chữ đờ luôn này. Người Việt Nam mà FD đi. FD. Tên rất khám. Quái này bịp. Duy run rồi. Người bỉ. Nào. Được. Carrasco. Coi như được 1000 tỷ. Món này giá phôi cũng được, phải được hơn 1000 rồi. Carrasco thì cũng được. Bị fix giá. Món này được hơn 1000 rồi. Cho em Hoàng lên với kìa, đang dưới đáy xã hội nè. Eto, ui xô, vớ vẩn. Giấu tên người nguyên đi. Pele đi thi 5 cặp B. Eto. Cha LN 8 đá 2 ST được không xếp. Quả Eto này cũng được gần 1000 với dã man chứ. Quá đỉnh luôn. Hồi ra 119 nữa, đỉnh của chóp. Thế anh em cứ chê. Tôi mở thẻ nhìn nhẹ nhàng ấy thôi. Còn vừa mở ra chứ mở ra 115, 114, 116 đã thấy đã gọi là bú rồi. Ôi dồi, ố na na này, lại được 1000 nữa này. Vãi nổi thật đấy chứ. Ôi vãi, đùa. Đỉnh. Đậu sách, nằm lít trong cái kênh mình là tiêu chuẩn của mình thành công. Mà này, đa dồ bán kèo kìa. Bán đa dồ có con thầu nào về gọi về đón anh em vậy. CM, người Đức, Spy Tiger, được 1000 nữa. Ừ, ngon quá. Vãi. Anh Bình đánh rơi bản ngã của chính mình rồi. Đánh mất bản ngã rồi. Đánh mất bản ngã. Hôm nay gọi là mở thẻ của anh em đi từ ngang như này đến ngang như khác luôn. Học hỏi. Rồi kìm. Thế như ai đeo mặt nạ anh hỏi Bình. Ui dương, 1000 nữa. Chủ sao anh không có player đua thì có Lita là được rồi các ông ơi. Player đua hay là Lita hay là Wiscan nó không khác nhau anh em. Chèn lắm link donate được cái gì đâu. Đây tôi để hai cái link donate là để cái này nó lag thì anh em donate qua cái kia. Đơn giản thế thôi anh em ạ. Anh em dùng cái Lita được. Nay đông đủ văn võ bá quan dậy mặt cười. Văn võ bá quan là xem bóng đá anh. Nãy giờ là được rồi đấy chứ, nãy giờ là hàng họ là khá ổn. Càng ngày càng thấy đúng là những bạn tên Thuần đẹp trai. Kênh này chỉ có duy nhất một bạn tên Thuần. Ở nãy giờ sắp có kêu em cái gì à?
Vừa nãy gọi là có cái kèo tay rồ ạ. Cái kèo gì ạ? À, ý là đang xếp đang bảo là bạn nào muốn kiếm một món hời thì liên hệ đây rồ và có tí bôi trơn. Thì mà kiếm một món hời thì được. Đeo gu lông rồi. Dấu tiền gửi 20.000. Minh Nhật tí xem bóng đá không anh cho em vào giờ xem nhiều món hời đó. Món hời đây ăn rất buồn. Đấy là món quà. Em đấy là món quà thì ok rồi. Ừ, quà đấy người sói. Người sói với lại là đeo gu lông. Tuổi Flex cái nhẹ. Cái gì nữa? Bú cu cha là nó khoe đâu đây này. Này ôi giời mẹ này. Cha cha Đà Lan GK này. Vẫn được 1.000. Vẫn được 1.000. Tuyệt vời luôn. Đấy mở quái ra còn 321. Làm được xa là ngon rồi. Còn hơn ra mấy thằng bớ bạn 1.000 lớp du baby. Đây rồi kênh chuẩn. Cánh chuẩn đâu? Nghi lắm rồi. À là Veron 122. Đôi. Đôi. Từ nào cũng 1-2 nghìn tỷ này. Đúng. Viết khen được bao lâu rồi? Đặt KPI chưa ấy nhỉ? Tên với ôn mà. Này thừa KPI rồi. Ừ, đó này gói ôn mà. Duy yên tâm rồi, Duy thở vào rồi. Duy gọi là cất bình oxy đi và lấy ra bình cần để hút rồi. Vờ luôn. Vật. Đừng đa gunit nhỉ anh ơi, em không thích. Thôi cho gunit châu Á được rồi. Ui giời cam. Cũng được à? Đùa chứ Đạt ơi, Đạt ơi. Đạt có dùng player đua thì cũng phải đăng nhập mà. Sao lại thế nhở? Rồi em hiểu đó, cũng giống như là anh em bảo là lập nick của Gà Giáo với lập nick của Vina Game, cái hai thằng đấy nó ngang ngang nhau, khác bách gì đâu. Đúng kênh rồi. À, 105 này. Đúng. Cần gì phải cái gói ITM đúng không? Gói này ra luôn. Net. Gói này nó ra luôn này mới đỉnh này. Nên ITM nào. Úi giời ơi, cái gì kia. Úi giời ơi. Một cam Argentina. À, Argentina Messi. Messi 1.200. Ui thơm quá. 1.800 luôn. Ui lên giá vãi đái. Ui. Được. Ui Messi kìa. Tự nhiên đẹp trai thế nhở. Messi tóc lại còn kiểu hoa dâm. À, mượt thế nhở. Ơ kìa. Dư nhở. À chỉ vào luôn. Khoe. Chỉ luôn Messi. Messi chỉ thẳng vào mặt mình. Mày thích cái gì? Hôm qua mở ra Rui Costa. Cắn lưỡi. Cái này ra icon The Moment này là ngon rồi. Kiesa LOL. Kiesa 21. Đẹp mẹ, nó bề ra 121 thật. Phôi. Phôi 121 con. Ok. Cũng được hơn 1.000, cũng được hơn 1.000. Bé ra đi. À đúng rồi, hôm vừa rồi mở cái gói vớ vẩn ra con bé ra đi mùa RTN này. Chính hắn đấy ạ. Đấy. Đây, gói này ra Gullit. Marco Joy. Ra Gullit đồng mắt. Ma Thú. Đây rồi, Gullit, Marco Joy, Ma Thú. Đã có con F-Fanback ngon để lại limit. Và các người Anh kìa, người Anh ép tê Juni. 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 Dao. Dao. Dao anh em ạ. Dao phôi. Phôi. Juni thì ngon. Con này đánh đầu khét Duy. Em làm một team phục vụ Peter cờ dao. Ui mẹ nhìn cái chân nó này. Con này. Chúng đói ăn đấy. Em bắt đầu đánh cái nào. Đi thế chắc. Cho quả gọi là ma thú mà thủng này đi. Cờ xét mà. Cái đầu lát rồi, cả cốt rồi. Cờ Đức. Rồi. Cứ cờ Đức là đẹp. Xét nào. Cứ cờ Đức là đẹp. Cha cha. Cờ xét luôn. Mẹ cờ xét thật. Mãi đôi. Cờ xét là chỉ có một trong hai lựa chọn thôi. Tuấn được ca chưa? Lên xong luôn. Bạn thân thì bạn này bạn thân lắm ấy. Con này đã lương thấp nhất chưa anh em ơi?
cay vãi nồi. Cay vãi nồi. Nhấn anh em gõ F trên kênh chat để an ủi bác Duy Edward. ông nào cáp lại màn hình cái quả thuần móm donate bú à. Tao có đăng fanpage hả? Tự nhiên cái thằng Tú Báo vào đấy chứ cha. Thằng Tú Báo cũng tên là Tú mà sao bao người ta tử tế tốt đẹp nó mình mày. Cũng được một cái tích sự gì. Điều đó rồi, mở gạt lại xong rồi cái bạc và oxy cũng không còn để thở đâu. Ơ, trách 7 lít chứ. 7 lít có. Vãi nồi. Điều đó chịu được. Gấp đôi rồi cô ta là anh em ạ, trách 7 lít. Ngang SCA nữa. Vừa nãy có bạn thân Văn được tha rồi. MGLD cờ zip gửi 111.111 lớp Joe Baby. Anh ra cầu đông chủ nhặt hộ em đôi dép. Thằng Tú Báo ra đỡ anh Duy đi. Này, nó dậy nhất. Hóa thả thứ vãi đái, hôm nay mở toàn ngon. Tự nhiên lại ra cái còn. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.